Ok, rồi anh em. Thì tôi sẽ chơi tiếp tục cái con game mà xây dựng thành phố ở cái cảng biển đó, thành phố Ngọn Hải Đăng á. Thì giống như cái tấm hình nền hiện tại vậy nè, nó xây nhà từng tầng lên rất là đẹp. Thì cái này thì tôi thấy cái hình nền nó hơi hợp hợp nên để luôn cho phù hợp với game mình đang chơi. Đây, thì lần trước thì cái bản cũ á, tôi chơi thì nó hơi loạn chút nên tôi cũng tranh thủ chơi lại bản mới rồi, cũng tầm tầm cái bản cũ á. Bắt game nào đây. Thì hồi trưa nay lúc đi làm thì cũng tranh thủ chơi tí ngày 30 rồi mà tiến độ nó ngang với cái bản phiên bản của ngày 69 á, không biết sao mà nó không lưu được ngày tháng năm rồi. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục với phiên bản này, cái bản tôi đang chơi dở rồi chưa thì nó cũng xem cái bản lần trước thôi, vẫn ngay chapter 3 nè. Rồi đó, thì cái chapter 3 là có một con gọi là con kỳ nhông, phải không? Con kỳ nhông mình hiểu lầm, nó kêu nó bằng tắc kè nên nó buồn. Để tôi limit FPS lại cho nó mừng. Rồi ok, 16.6 mili giây này là do cái mỗi khung hình trên giây á, thì cứ nhân 60 lên thì nó ra sẽ là một khung hình một giây, nó lóc lại thì ra cái số liệu đó thôi. Thì đây đã xong được 1, 2, 3. Còn lại là hai con. Con này làm việc với một cho bờ, còn con này cũng gì luôn. Thì sắp mưa rồi, hôm nay thì xe đến rồi, tụi nó cũng đi luôn rồi. Chuẩn bị tới bão thì mình bắt được 4 con mới nè. Thì mấy con này cái chỉ số nó tương đối ổn rồi nên tôi bắt nó luôn. Có đổi thì đổi con này thôi. Rồi. Vui một phanh chi là hơi khó nha. Tôi vẫn chưa muốn bùi cái này. Nên chắc tôi ghi on nó đi. Có côn trùng trong bữa trưa. 33 gỗ. Rồi rồi. Hết 3 lần gọn rồi nên chọn đây đi. Còn tệ hơn nãy nè. Thì ngày mai là bắt đầu có bão. Ngày mốt chứ. Thì con này bây giờ nó đã xuống được cái dưới đáy biển nè. Rồi, tin tưởng nó đi đó. Thì cái chương 3 lúc trước là nó bị thương, nó đợi chỗ mình, nó trú chân á. Mình cho cái chỉ số hạnh phúc đó bằng cách cho nó đồ ăn ngon á, nó lên đủ cao. Thì bây giờ nó làm việc cho mình luôn. Đó, mình đã mở được cái khu dưới nè. Tốn 180 gỗ đi xây. Hơi bị chua nha. Thì bây giờ tôi có 6 nhà lận nhưng mà chỉ có 4 con này thôi. Nên chắc tôi phải farm gỗ để cho nó vô nhà. Thì sắp tới là bão bão level 1 thôi, cái tầng dưới này. Thì lúc trước là có hai nhà ở đây nhưng mà nó sập rồi nên bão tầng 1 nó ảnh hưởng cái ba nhà này thôi, cái lớp trên không sập cả. Thì bắt đầu farm rồi, gỗ gỗ đây, con thứ ba này chỉ số ngon rồi, con thứ ba thì lấy gỗ đây để tôi coi nó yêu cầu cái gì. Hạnh phúc khó nha, cá gèo, cá như gèo, cá 20, cá 20 luôn. Và hai con lấy gỗ đi, một con lấy cá, một con lấy gèo. Thì hôm gài đang mưa nên cái hiệu ứng gèo nó bị trừ. Không, nó không trừ gèo, nó chỉ trừ côn trùng thôi, nhưng mà nó tăng được tí gỗ. Thì ngày hôm sau mình lấy đồ cho nó ăn lên thì nó tăng tí số lên thôi. Tiếp. Xong. Được hai bản vẽ chúng ta lên được một level nữa. Thì mấy cái này tốn hai lần nên tôi chưa nâng được cái nào đâu. Bây giờ mình cho nó ăn. Con nào nãy đòi hạnh phúc đó. Rồi ăn gì đi, ăn gì là nó giữ nguyên chỉ số thôi, tạm đủ. Thì tôi đang muốn cái xe nó nhanh hơn nè nên tôi sẽ nhét gỗ vô vui luôn để hôm nữa nó lại. Rồi bây giờ 46 gỗ rồi, qua ngày đi.
Bây giờ gỗ dư thì mình đem xuống dưới mình xây cái mà chạm tàu ngầm á. Bắt thêm cá với hai đợt rau nữa là đủ. Con Maya nãy cần hạnh phúc không? 6 ngày rồi. Thì cái tới là bảo chỉ có ngày thôi nên không sao đâu. Ra làm việc mấy cua rồi. Thì bây giờ coi ơi, cho nó làm cái gì. Có con này xây được cái mỏ đào nữa nên chắc tôi xây luôn. Khoan, con này 30 gỗ, con này cũng 30 gỗ luôn, vì cho con đầu đi xây được rồi đó. Ba mươi lăm cá, 35 gỗ hả? À? Được, cho đi bắt cá đi. Gao, buộc phải có gao. Rồi, mời bảo qua thì mình xuống cái nữa là xong. Đủ cá nhưng mà gao cho mấy này luôn. Bây giờ nâng cái điểm nào đó. Thì cái điểm này nó tập trung vào cái bộ mà làm nông thôi. Mà trời mưa gì hơi khó. Cái này có được căn bếp. Dự báo thời tiết phòng 1. Tôi nghĩ thử cái này đi. Thử cái này. Bây giờ con này thì nó vui lên tí. Rồi, tạm ổn rồi. Rồi, mai là lên lớp mới luôn. Hai thằng này nó sẽ đi. Thằng này đủ rồi. Thằng này đủ luôn rồi. Ok. Người dình tạm ổn rồi đó. Thì có kinh nghiệm nên chơi lại lần nữa nên cái tiến độ nhanh hơn. Con này bờ bọt đó nhỉ. Quá bèo luôn á. Nhưng mà tôi phải ghim hết thôi. Toàn là 3-4 mà lưu ghim luôn. Chỉ số nó cũng xấu nữa. Có cái gì mới nào? Sao bấm không được? Trừ 5 gỗ nhưng mà được cộng 3 cái gì đó. Tôi nghĩ thử coi. Được cộng 3 cái gì? Rồi cộng 3 sắt. Không giá trị gì luôn. Thì bảo vô ảnh hưởng ba nhà. Bà vô chấm than. Tôi đã là cố rồi nên không sao đâu. 25 25 cá với gao thì do nó đi đào sắt còn hơn. Này còn có 20 à. 7 à, 15, 15 con trùng được. Này còn có 10 à, 10 thì đi câu cá luôn đi. 5. Này 25 gỗ. Tạm tạm đi. Giờ mình còn con số 2 này. Bảo vô thì tôi nghĩ cái đợt bão này thì không có ảnh hưởng gì nhiều mình đâu. Cho nó ăn no no tí, mấy này mình phải nuôi khá lâu á. Bây giờ 40 gỗ à. Tôi nghĩ là không cần đâu, giữ đi. Thì sau này mình farm sắt á, farm sắt thì mình gia cố dễ hơn.
Bây giờ tất cả cộng 5 chỉ số nè, ngon nè. Có cái gì mới nữa đây? 10 gỗ và 3 mod, 5 metal. Thì nghĩ lấy 5 sắt đi. Sắt mình sắp vui rồi, nhưng mà mình có thể dùng nó để gia cố. Hai mươi tám gỗ, 30 cá, 30 cây, 14, 9, 35 cây nè, 35 cá nè, 23 sâu, 20 sâu, cho đi bắt cá đi. Thằng này thì bắt sâu. 4 thằng làm mới đủ nuôi miệng ăn. Tôi nghĩ nên cho đi đào sắt. Mà đào sắt thì mình hơi vượt quá. Giờ công cái mỏ sắt này luôn. Ngày mai trời nắng thì mình cũng giao nữa nè. Ngày mốt mình cũng có rau. Mới con cái à? Cái chưa đủ tăng gì đâu. Trừ 5 gỗ, trừ 3 sắt. Sắt không trừ được, sắt đang cần farm. Bảy gỗ hai dầu không không thể cho con này ăn để nó lên cái điểm hạnh phúc rồi luôn rồi. Quất cái này đi được 2 mod rồi, nhưng mà mấy cái chỉ số này tụt hơi nhiều, mày khỏi tham sắc. Thử cái này đây. Cái này luôn, mình đã có được cái mỏ dầu rồi, 70 mấy gỗ rồi. Mình tập trung vào xây cái mỏ này. Một trăm tám, 150, còn 150 nữa là khoảng vài tuần nữa mới đủ. Thì ngày mai là 4 thằng này nó đi luôn rồi, ngày mốt thằng nãy đi nữa là 5 thằng luôn rồi. Bình tĩnh là được có 4 thằng. Sao tụi nó di nhanh quá ta, tranh thủ bóc lột quá đó. Mai đi rồi bữa nay cho nó nhịn đói. Mai này là sao ta, làm việc với một nhà lữ hành là sao? Con này bắt sâu với dòng cây được nè. Con này thì dắt đi sửa nhà thôi. Hôm nay là sửa này đi, gia công cái nhà cá đi, không đủ 5 gỗ luôn thiệt. Này ra biển bắt cá ra. Ok, 23, 21, 26, 21 đi, 31 cũng được, 26, 18, 26 đi, 31. Một hai ba thì ngày mai nó chim cút tới đây nên cho ăn miếng thôi. Game này không có nhạc nền đâu, để tôi mở bản nhạc nền luôn nha.
nha. Đó, nghe tạm tạm như đi. Hôm nay xe tới thì 5 tầng nó đi hết. Mình đã lấy được tất cả băng dĩa nữa. Tiễn là được 4 mới đâu. Hết chỗ bui này rồi, nên dắt bỏ này đi. Mỏ dầu cũng muốn bui lắm. 14 lugin luôn rồi. Nhưng mà bui sao ta? Bui một quán bar với một mỏ dầu á. Có nha. Không có gỗ thiệt. Bây giờ đi cho nó, thằng này đi móc bọc trước đi. Không không không, thằng này đi bắt côn trùng. Này là gỗ thứ 4. Lấy gỗ luôn, đang rất là cần gỗ. Mặc dù farm cái đợt gỗ này hết. Thì ngày mai mình cho nó ăn rau là lên gỗ tiếp mà. Mời thì thiếu sắt nhưng mà có gỗ gao thịt. Có cái hiệu ứng gì với bàn ăn nè? Trừ 10 gao, trừ 10 cá, trừ 10 côn trùng. Thì cá chắc trừ 10 côn trùng đi. Trừ 10 côn trùng đi. Lấy tí điểm hạnh phúc cho nữa nó. Mai là ngày sương mù. Thì ngày mốt có xe tới nữa. Của ngày mai có xe tới nữa. Sắp tới là mưa thì bắt cá ngon hơn, bắt côn trùng giảm. Cá ngon hơn nhưng mà côn trùng giảm à. Có gì nữa đây? Nhận được 10 điểm gì đi. Không cần mod đâu. 10 điểm cá nữa như không. Tham 5 gỗ, 19 côn trùng. Tham 7 côn trùng, bắt luôn. Đi con này 30 côn trùng nữa. Thu lại. Này không bắt cá nên tranh thủ sửa cái nhà cá. Rồi, hết ngày. Côn trùng mình hơi nhiều, cá mình hơi nhiều. Bây giờ hai điểm, mình sẽ nâng cái điểm này luôn. Thêm một ngày dự báo thời tiết, còn cái này là điểm cuối cùng. Bắt được hai cu ly nữa cho nó làm việc cho mình. Đẩy cái xe sớm sớm tí. Chuẩn bị có bão nè. Tôi nhớ đợt này là hai cái bão luôn. Bão level 2 vậy. Chưa nghe. Vì mình phải tích gỗ dần dần đấy. Bây giờ mình bắt được 4 con nữa. Hút hết. Này là gì đây? Có côn trùng với nấm nè. Với cái nồi level 2 nữa là sao ta? Giờ mình có 8 thằng lận, 6 thằng lận.
No, 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 no. Hai mươi, ba mươi cá, ba mươi côn trùng. 32 cá nè. Tôi phải cho nó farm sắt mới được. Không có nào có khiếu với sắt đâu. Sưởi gỗ đi. Nhà này 40 gỗ rồi, xây dưới đây thì nó ngập thì sửa được không ta? Thử à. Một hai 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 mai bảo cấp 2 rồi sửa mới gỗ luôn á, sửa thốn luôn á. Có 15 cái đó thà cho nó đi móc dưới cái này có nghĩa nè. Tôi không biết móc cái này nó ra cái gì. 7 20 lấy đồ ăn đi, giờ dân mình đông quá. Bốn ngày nữa mới tới bão, mà đợt này hình như là hai bão liên tiếp luôn. Đồ ăn tôi vẫn không có món mới. Tập trung vào farm gỗ ngày mai. Đây. 7 5 4. Ok. Thì không không cần côn trùng nữa. Lửa còn nhiều lắm. Nét luôn. Bằng 8 ngày à. Thôi, mai bảo có ngày bảo bậc hai rồi, không lo. Nhà côn trùng là nhà gì đó? 11, 28, 28. 13, 30 nữa. Có nào hơn mình thay. Từ 10 gỗ mà 33, 33 con này. Con đó đi làm gì đó? Còn con nào nữa vậy? Còn con số 1. Thì ít ăn rau một tí. Ngày mai là tăng sản lượng cá nhưng mà mất côn trùng. Lại được gỗ. Vì mời mình farm gỗ. Cái con châu chấu là gì ta? Châu chấu là côn trùng hả? Vậy giờ mình chỉ farm gỗ thôi, không cần đi bắt côn trùng nữa. Tục mod nè, tục mod không sao. Ngày mai là bão rồi nên phải chuẩn bị kỹ. Nó đang tụi nó đang quạo cho nè, bữa nay mà không đủ ăn nữa là mai nó biểu tình đó. Bốn mươi luôn nè, 40 quốc 40 luôn. 16. Không, cái đó nhiều quá rồi. 37, 27.
Đây, giờ cố nhà này đi. Rồi mai mình farm gỗ. Cho nó ăn rau để mai mình farm gỗ. Gỗ giờ mình dư nhiều nữa. Con này từ đỏ xuống vàng á, cho nó ăn nhiều hơn cũng không khác gì mấy, bao nhiêu đây thôi. Bây giờ gỗ mình dư khoảng là 65, dư khoảng 53, bỏ giờ đây 30 đi, 40 luôn. Mày có xe lại à? Một thằng đi, thằng này thì xong những cái việc côn trùng đó rồi, có một thằng đi thôi. Mình bắt được hai thằng nữa. Hạnh phúc là cộng năm. Người mơi cầu vồng này không có hiệu ứng mưa đâu. Có rau, ăn rau được thì cái gỗ này được, này chỉ cần ăn rau thôi được luôn. Rồi phát nữa, còn này cũng chỉ cần ăn rau thôi. Đi nó xây được cái nhà bậc hai nè, không được bắt này. Xây được cái nhà level 2. Rồi ok. Mình có hình như 7 thằng nữa. Con này tha hồ mà bóc lột luôn á. Mà lấy gì cho tụi nó ăn bây giờ? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái nhà bị ảnh hưởng rồi. Kẹo này chua nha. Đưa bỏ cái nhà côn trùng bên đó luôn á, chủ yếu farm gỗ đổi côn trùng thôi. Không đủ ăn á, đó đổi lên xanh lá luôn nè, trừ 5 gỗ, trừ 2 sắt, trừ 1 dầu, nhưng mà có đồ ăn. Được cái hiệu ứng bạn ăn đó. Trừ 5 rau, trừ 5 côn trùng đi. Ngày mai mình đi bắt cá. Xây cái nhà ở ngoài 2 luôn. Mấy ngày tới thì tốt cho rau, chỉ rau thôi. Này ít là sao ta?
10 gỗ 3 mod. Rồi, lấy 10 tên, lấy 10 thồn ngon ha. Này cho nó sửa một nhà đó. 23, 28, 48, 33. Mất 33 con trùng. Hay 33 gao ta. Năm. Sáu. Bảy. Năm. Năm thì 26. Còn này cũng 26 luôn. Côn trùng mình nhiều. 4, 5 luôn đi, ăn cho nó no đi. Ngày mai đuổi nó đi. Nói chung là vẫn hạnh phúc. Bây giờ gỗ mình dư. Khoảng 3 ngày nữa đủ rồi. Cho xe nó lại luôn. Hóa đời mấy này nó hết nhiệm vụ vậy nè. 1, 2, 3, 4, 5 lần đi, 6 lần đi luôn rồi, chết rồi. Mình bắt được có 4 rồi. Này có nấm nè. Bây giờ có gỗ ra được mấy tài nguyên đó. Dầu ra được súp hả? Được. Trò này đỡ farm đồ ăn. Này có nhà level 2. Này côn trùng tôi không cần. Này 13. Nấm với nồi lẩu. 17 mê thồ rồi được 6 điểm cũng được. Mình còn có 5 đứa à? Kệ 5 đứa đủ rồi. Mình sắp hết đất xây nhà đó nha. Cái nhà nấm để làm cái gì ta? Nhà nấm để chuyển gỗ vào thành cái gì hay gì? Cái ba này cũng không có chỗ mà xây luôn. Cái con xây nhà mất tiêu rồi. Có 20 gỗ hả? 7 sắt. Thì 2 sắt cũng được. Tình thủ sửa cái nhà cá đi. Mai mình đi bắt cá, sửa nhà gỗ. Trừ 7 gỗ 77. Kệ, mai farm gỗ luôn. Cho nó mà tục 3 chỉ số kia cũng được đấy.
có gì nữa đây. Đấy, tôi chưa có đọc luôn. Vãi thiệt. Lỡ đứt chuột gái nó kiếp luôn cái vụ đó rồi. Cái này thiếu 70 gỗ nữa, 3-4 ngày nữa. 33 gỗ nè. 30 gỗ, 36 nấm mà. Bây giờ mình không có đủ cái kia. Sao cá ít vậy ta? À quên đó. Hết gỗ luôn này. 30 sắt. Cái này sửa bằng 10 sắt. Rồi, tranh thủ gia cố nhà cửa luôn. Hết đồ ăn luôn rồi đó. Không, không cần. Cái gì đây? Được 10 gỗ nữa. 5 đối 10 cũng được. 1, 2, 3, 4. 4 mất thì mình còn lại 36. Ok. Mai chắc là mình xây xong cái tàu ngầm rồi đó. Một hai ba bốn thằng đi rồi, chỉ là mình vẫn còn cái năm người này á, năm dân này á. Đây 5 gỗ mà ra 46 nấm luôn rồi. Ba luôn. Đây nó ra cái rau nè. Mình không cần nhà rau nữa. Bây giờ mình với phàm gỗ thôi. Vì bỏ cái nhà côn trùng với cái nhà này luôn. Bỏ hai nhà luôn. Phàm gỗ nó ra cả hai cái à. Không máy đi là không cần cho nó ăn đâu. Nhà côn trùng này bỏ đi để bảo lần sau lại cho nó bể luôn. Reset sửa cái co này. 30 gỗ không đủ rồi, sửa cái co bên đây thì cái nhà này tôi đợi nó bể luôn, xây lên cái nhà bậc hai. Mai mấy bạn đi hả? Chị kể mấy bạn thôi. Xong. Rồi, có một cái chạm ở dưới nước rồi. Mất bao lâu để làm được cái đó? Gỗ thì có thể tạo cái bong bóng à.
gỗ thì có thể tạo ra được cái bóng khí. Niềm tin à, thì còn phải gia cố nó với một ít sắt nữa. Rồi ok, đó là nguyên liệu rất hiếm đó. Rồi rồi ok, cái này nó sẽ lặn xuống nước mà tôi không biết nó xuống đó làm gì. Sẽ tới à, mình có bốn lứa khác vô. Mình cần một thằng xây nhà bậc hai. Ồ, hai thép nó ra được 30 gỗ, vậy không có nhà gỗ luôn này. Mình tập trung vào xây thép thôi. Không có nhà nào xây nhà bậc hai không trời. Không không không, muốn bỏ mấy này sao trời, không muốn chọn đâu. Bây giờ hang này nó cãi nhau nè. Rồi cho BN nó tục. BN nó chỉ làm việc thôi, không cần quan tâm mấy chỉ số khác. Giờ mình được 6 con. Ba bốn ngày nữa farm mà thép. Bui một mai á, mai có đây nè. Tại sao bắt mình bui nữa? Bây giờ mình đâu còn chỗ để mà bui nữa vậy? Bây giờ dỡ cái nhà côn trùng đi, 22, 20. Này đi dỡ cái nhà côn trùng bỏ đây. Ủa? Ừ, cũng dở rồi. Năm gỗ với 10 gỗ. Hết sạch gỗ luôn. Ủa còn đứa nữa. Còn số 1. Tục 3 mod. Tục mod nhiều quá sợ nó không chịu làm việc đó. Nhưng mà kế tiếp đó bộc lộ. Vui luôn. Để ngày mai nữa. Để ngày mai thay cái lứa mới nữa. Sắp bão nè, đợt này là bão hai cú liên tiếp luôn.
Con này quạo nè, ba con mặt vàng đó nhìn nè. Lần vàng nó không chịu làm việc luôn. 18. Cái gạo này tôi giỡn nó bỏ luôn. Hai mươi bảy, mười sáu lần này đây. 27, 35. 27, 11. 34. 1 với thằng 4. 24, 20, 24, 11. 27, 11. Đã bỏ cái vườn rau rồi luôn. Không không, tục mod nữa là lưỡi nó đình công quá. Tôi kiếm cái món nào tăng mod đi. Cá với côn trùng không cần nè. Thì rau ít lại. Đó. Phải cho nó tăng mod mới được, không tăng mod là nó nghĩ làm gì luôn. Ủa mà ngày mai nó cút rồi. Quên nữa. Ngày mai đó nó chim cút hết rồi. Tăng sản lượng cá. Không có nào xây nhà đôi. Nó hết đất cho mình xây rồi sao giờ ta? Cái mỏ đào mình xây ở đây rồi, giờ nó bắt xây nữa. Chục gỗ để xây cái máy đào đi. Tôi nghĩ cái kho này nó không có tác dụng gì nữa đâu. Bây giờ dắt gỡ cái kho này bỏ luôn á. 17 nè. Mười hai, 20, 26. Mà mày quá cùi luôn. Gỡ bỏ cái kho đi. Ủa đủ rồi hả? Cái đó là dư rồi.
Mình cứ 8 con là chết là nhiều quá rồi. Còn lại hai con này cho nó làm gì vậy? Hai cái nhà này tôi nghĩ là bỏ luôn á, à, không có dỡ được. Bây giờ dỡ cái này bỏ rồi xây lại cái mai. Mika hả? À đây con Mika này có thể bui được cái level 2 nè. Thì chắc gỡ bỏ nhà cũ rồi đi, hy sinh. Còn con số 2 làm quá gì vậy? Rồi ok, chết rồi, sắp tảo rồi. Kệ qua cái độc bảo đi. Trừ rau, trừ cá, trừ côn trùng. Ok, không sao. Thôi ăn ít ít thôi. Sắp tới thời tiết nó khô hạn lắm. Chết là dư gỗ á rồi. Bìa gỗ làm gì được nữa không? Phí gỗ vãi không? Mất 35 gỗ luôn. Tôi đợi qua bảo thì tôi xây hai con bảo cùng lúc thôi. Mà hai cái level 1 mà. Vậy xây thoải mái đi. Ba cá này à, 45 nấm này à. Ủa con Mika đâu? À con Mika đầu tiên. Hết chỗ cho làm luôn anh. Ra móc. Ủa? Rồi mình có 30 gỗ à. Sao ta? Nhà thì sau này tôi nghĩ có nhà level 2 rồi nên không cần nâng cái nhà này đâu. Có gia cố bên đây thôi. Phải đông dân quá. Hết việc thì nghỉ thôi. Ba bốn năm sáu cho ăn nói dễ luôn. Hai một hai
tục 3 mod thì ngày mai xe lại rồi kể tiếp rồi đó. Dư mấy gỗ nữa rồi. Bây giờ chỉ cần gỗ với sắt thôi là mình có đủ mọi thứ luôn rồi. Mình tuyển được 4 con nữa hả? Còn một con xây nhà level 2. Đây 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 đây. Mà một thì trả sau cả Mika xây nhà đi cơ. Cầm gỗ. Vãi, con này còn 17 à. Trong hôm nay phải sửa. Hôm nay phải sửa nhà. Con này xuống đây làm gì đó? À đây. Có được cái máy đào đó. Rồi. Xuống đây để làm cái gì? 45 metal. Tốn nha. Kiếm dầu gà đủ rồi. Tôi muốn bỏ hai nhà này quá. Trời nóng quá, chừ đúng 50 đồ luôn. Sao còn 7 gỗ nè. Mình sửa tiếp hai cái nữa là đủ. Không, không thể để trừ mấy cái mê tổ được.
kể cho tục cảm xúc đi, giờ mình giấu quan tâm cảm xúc của nó đâu. Xe sắp tới rồi. Ngày mai là xe tới rồi. Mình còn Mika nó xây được cái nhà 2 nữa. Còn một con xây cái mỏ dầu. Giúp đại bốn này đi. Công suy nghĩ quá. Nhà này phải gia cố nè. 27, 22, 16. Con này sao chết quá rồi, nó nghĩ đi làm rồi. 30. 30 được. 32 được luôn. 20 á, 20 đi sửa nhà đi. Chết rồi, hết sắt rồi. Coi chết luôn hai nhà ơi. Chết tôi gọi đi. Bây giờ sập hai nhà đó là khổ nha. Mai đi, mai mình cho nó đi đầu sắt. Gì nữa, còn Mika nữa. Nhà anh tốn 55 gỗ là phải có cái kho mới được. Không có cái kho là không đời nào xây được hết. Ngày mai mình dỡ luôn cái nhà, dỡ luôn cái nhà ăn cá này quá. Sập hai căn của tôi rồi. Kể tí đó tụi nó tục cảm xúc gì tục nó hai con đỏ ba con vàng luôn rồi. Mất hai cái nhà quan ức. Hôm nay tụi nó ở nhà hết rồi. Đây 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 đây. Không, tụi nó đi làm rồi. Nhờ có cái mod đó.
35 luôn. Không, gỗ nhiều quá rồi. Tôi bỏ cái nhà này đi. Ba mươi bảy nè, 32, 22 à, 32 được à. Ủa có ai làm ở đây đâu? Ủa sao con này không có nhiệm vụ gì ở nhà ta? Gỗ lên 200 mấy luôn, tôi chả xài được, vớ vẩn dữ thiệt. Mai tàu lại rồi, tụi nó đỏ vậy mà, nhưng mà vẫn định công đó, mà không sao. Hai trăm mấy gỗ của tôi, trong khi tụi nó thì định công. Bốn con đổ que luôn. Còn có hai lót hả? Tụi nó ở nhà ở trên này, còn được có hai con mới đi làm à. Hai con này làm được gì vậy? Trừ 5 cộng -1 luôn. Kệ không sao. Cho nó lên mod đã. Đó, mặt cười tươi rói lại giờ này. Giữ gỗ đây. Xong hết đã, ok chưa? Rồi có cây búa làm việc nữa rồi. Rồi làm việc đi. Bắt đầu xây được cái mà thành phố dưới nước luôn á. Làm sao? Thì không. Bây giờ tôi hết đất xây nhà cho anh đó nha. Thì ngày mai mình có xe lại. Bấm vô này làm gì?
phải có một cái hao này á, mới xây được cái kia. Cái quán bar thì nó để làm giảm stress thôi. Cổng 2 à. Dưới này làm xong này làm gì nữa? Thì tuần sau mới biết được cái hiệu quả của nó. Bỏ tay luôn. Không lẽ gì hai miếng thép đó cũng phải lấy nữa. Chắc phải đuổi bớt mấy này đi quá. Rồi để coi mai có chuyện gì xảy ra. Hết đồ ăn rồi. Cạn đồ ăn luôn rồi. Bây giờ bắt đầu một cuộc sống như đó rồi. Bây giờ có thể trao đổi đồ hay không? Sau này mình châm dầu không châm bằng gỗ nữa. Nói chung là lên được đời sống bậc cao hơn đó. Giờ mình còn có 6 thằng, mình tuyển được có 2 thằng nữa thôi. Nhà này là nhà gì đó, nhà phân bón hả? À, chuyển giao thành gỗ. Một cái nhà chuyển gỗ thành giao. Hai mươi bảy, 25, 20, 22. Dỡ bỏ nhà đi. Gỗ luôn rồi. Nghèo dầu này. Không không, bữa nay phải farm gỗ mới được, không thể bỏ gỗ được. Này ra đây đi. Gỗ
Bây giờ mình tuần sau gán đủ 50 gỗ đi. Sắp hết đồ ăn rồi đó mấy bạn ơi. Nó làm kinh tế không à. Bây giờ nó lũng đoạn một cái nhà luôn rồi. Hai mươi bảy, 25, 32 nè. Hết việc cho nó làm luôn rồi. Tôi muốn bỏ hai cái nhà này dữ thiệt á. Bây giờ đông dân quá nhưng mà nó không cho xóa, không biết tại sao luôn, chắc có người ở rồi đó. Gì đây? Năm giao được 10 xong. Mấy ngày tới là thục post dữ lắm. Mình có dầu chưa ta? Rồi, bây giờ cho thằng vô khai thác dầu được quá. Đây, có một thùng dầu à. Nhưng mà phải xây cái đó. Cái sâm wheel nằm ngang hết ta. Nằm ngang thì mình đâu có lựa chọn rồi đó. Quá trời nhiều mấy anh dân nè. Ủa quên cho thằng đi lấy dầu hay gì vậy? Độc dần quá rồi, không ổn rồi. Giờ mình còn ở đây tới 6 thằng nữa. Ủa không chọn không được hả? Nó bắt phải chọn luôn hả? Chơi gì khó khăn với nhau vậy? Cộng 3 cái gì đó, cộng 3 sắt.
Rồi hết gỗ luôn. Xây cái nhà nấm để lấy đập. Hai sắt thì bằng 4 gỗ rồi, cũng được. Giờ mình đấu cận nhà nữa đúng không? Sao ta trừ gỗ hả? Mười gỗ ra hai dầu, 20 gỗ ra hai dầu, không hiểu cho lắm cái nhiệt này làm sao nữa. Sắt mình dư quá trời sắt luôn rồi. Giữ gỗ đi, cần 50 gỗ để mài xây mấy cái khác nữa. Gần được 2 tháng rồi. Không biết có bảo gì không. Tự nhiên nó cho 5 cá như lúc này rồi.
Hạch gỗ luôn, mai mình kiếm gỗ sau. Sắp tới còn mây mù không ạ? Hai thằng sắp chim cút hết rồi. Lấy gỗ rồi. Nó quạo nó nhà, nó không đi làm luôn. Hàng bảy cá nè. Gấu thì bắt cá ngon hơn. Ủa sao gấu này có 25 mà. Này là ra gỗ à, gao ra gỗ, xong rồi gỗ lại thành gao. Đây, nay làm kinh tế thôi, ngày mai thì đuổi nó đi rồi, bớt miệng ngang. Quá nhiều gỗ rồi. Đó, mai tha hồ mày xài luôn. Mình còn lại 3 đứa, mình tuyển 4 đứa nữa là 7 đứa à. 4 đứa này phải có đứa có cái nhà level 2. Này có skill mới gì nè. À đây chữ đồ ăn. 10 gỗ gà một chầu, ok. Con này có nhà level 2 rồi. Nên thôi bắt đại đi. Không bỏ được hai cái nhà này thiệt á. Coi làm việc trước đó. Đủ đảng lắm. Nó trồng hai nhà lên thôi chứ khác gì đâu.
khác gì hai thằng bên đây đâu. Vậy thà để hai căn bên đây nó cũng chả khác mấy gì luôn. Vậy cũng kêu là cái nhà bậc hai nữa. Xây cái nhà côn trùng cho rồi. Gỗ nhiều quá, còn cái cá với thép. Cái gì đây? Bảo mặt trời level 1 á. Cái này ảnh hưởng đến từng trận phải không ta? Ông này đi bắt cá này. Sáu mươi gỗ nữa. Chơi tới bảo mặt trời nghỉ ha. Bây giờ tôi hết biết làm gì với game luôn. Thank you.
bốn thằng đi còn lại ba thằng, mình có bốn dầu nữa. Hôm nay trừ gao nhưng mà không côn trùng. Nó bắt mình phải chọn hết luôn, thiệt á. Bắt mình phải chọn đủ 8 con luôn. Vậy tiền đâu mà nuôi ăn cho nổi. Giờ mấy cái nhà này muốn bỏ đi cũng không bỏ được. Muốn bỏ nhà này quá. Hết gỗ rồi, sạch gỗ luôn. Hôm nay biết đi bắt cá nữa, cá cũng nhiều quá rồi, giờ cái gì cũng nhiều chứ. Nó đi bắt cá thôi chứ biết sao giờ. Quá giờ hai mấy cái này luôn rồi. Phui nồi. Giữ gỗ đi, ngày mai có khi có công chuyện để làm. Tới qua tới ngày này nghỉ, gần gần 70 ngày nghỉ. Thì ao ra dầu á nhưng mà hai ô rồi. Hai mươi tám năm chục, 23 năm chục, 23 50. Hơi thiếu gỗ nè. Cua
hấp cá luôn, nuôi 70 ngăn. Xài hết gỗ đi. Cái gì ở đây nữa đây? Mười cá, 5 miếng gạo nữa, 10 cá. Gạo thôi, không cần gỗ. Tôi bảo mặt trời nữa là từ hướng nào? Sao biết đường mà tránh? À, cái đường này á. Rồi ơi, cái dòng hải lưu này thôi không quan tâm. Có gỗ, dùng gỗ được. Gỗ mình sắp dư nữa rồi. Cái nào mình cũng dư hết. Tưởng gì là cái dòng hải lưu dưới biển động đất. Nãy quên đọc chữ đó, tin đầu bảo mặt trời mà nó để hình nhiệt kế. Thổi tù bà dữ gì ta. 10 giờ rồi. Xây ngay cái khu trầm tích này lên. Cuộc sống khắc nghiệt quá. Bắt mình phải chọn đủ 4 thằng nữa. Chọn luôn đi, mỗi phần dân. Này nó hết nâng luôn rồi, không còn cái gì để nâng nữa. Bây giờ nó kêu mình đi phọt trong phòng gì đó.
48 gỗ, 24 cá. Được. 19 cá gì đó, thôi đi đào mỏ đi cưng. 22 cá. Gâu đi. 23 cá. 43. 55 gỗ chứ 3 gỗ à. Bây giờ mình cái nào cũng dư giả vậy, mình cho đi bắt côn trùng đi, còn này đi bọt cái dưới. Rồi sáng hôm sau là có cái mới. Đấy không được. Quên nó, bỏ lửa vô lò chứ. Tự nhiên bấm quỷ. Nó không cho bắt rồi luôn. Làm trễ ngày rồi. Đút lò, đút vô cái lò nó nhiều ngày. Đó đây nè. Rồi ok. Năm ngày rồi, 5 ngày tăng tỷ lệ này 30%. Thì vẫn có tỷ lệ rủi ro vậy. Đây, bản đồ nhiệt gì nữa. Tôi vẫn chả biết cái nó ra sao. Giờ mình được có 2 dầu thôi. Dùng gỗ đổi dầu. Còn mấy cá gì trời. Không gỗ nhiều quá rồi, không được rồi.
Làm thiếu nửa ngày. Nghe thì có là vẽ là thế đó, nhưng mà chưa biết nó là gì thôi. Tôi vẫn không biết coi cái này. Xây một cái buồng lạnh. Chết rồi, nó nằm ngang rồi, chỗ nữa bụi. Đợi đi, chờ đợi cái gì không biết nữa. Hấp gỗ rồi, giờ bỏ cái nhà cá là cái nhà này. Mai xe lại rồi, mai tiễn cho nó đi. Bắt phải chọn đủ 4 con mới được lựu đạn nhà nó chứ. Bây giờ làm sao bỏ được hai cái nhà này nè. Trừ 5 gỗ mà được 3 sắt. Thằng này thì nó nghỉ xả hơi rồi.
Không gỡ được hai nhà luôn. Thì cho hai con đó qua đây để quỷ hai nhà này mà mãi không được. Ủa mình còn có 5 con nữa. 5 con thì dễ hơn, dễ quản lý hơn rồi đó. Sao cho nó di chuyển vô nhà này được ta? 69 ngày rồi, xong bữa nay nghỉ rồi. Cái phòng chữ đông thì tôi đã xây nó một cái này mà. Bây giờ bắt phải xây lại cái nữa. 60 lỗ là mai mới xây được. Thì để mai đi. Bữa nay xây này. Móng gỗ luôn. Chiều một dầu hả? Kệ dầu mình bây giờ mình chưa cần. Tôi coi bữa nay xây cái nhà chăm banh cái đi, ngày mai coi có cái gì khác còn hả nhỉ? Sắp có sóng nhiệt nào mà chưa biết chỗ nào. Đó, hai nhà đã vừa lòng chưa?
Ủa sao nó không vô nhà này được? À hết gỗ rồi. Bui từ sớm quá nên nó chả được. Bui rồi nó bắt phải bui lại. Mai sẽ lại rồi. Để coi mai có cái gì. Enderthorn. Ba chục mình còn 40 đi. Rồi, kết thúc Alien Offset ở đây. Tổng thời gian chơi là 3 tiếng. Thì cái này hồi nãy là đáng lẽ là không có tới ba mấy ngày đâu. Tại tôi lo bui quá. Quá tài game luôn. Kết thúc game ở đây. Đang kết thúc giai đoạn Alien Offset rồi. Chờ update thêm. Rồi bye bye anh em. Bây giờ mở được cái chế độ sandbox nè. Cái supporting gì nè. Sandbox thì chắc vui thoải mái hơn đó. Ừ thôi. Hết Alien Offset thì không còn gì để khám phá nữa. Bye bye anh em.